Thưa quý vị, các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tăng lên từng ngày, nên công tác truy vết, khoanh vùng đang được các địa phương, nhất là những địa bàn có ca lây nhiễm cộng đồng, tích cực thực hiện. Tại huyện Châu Đức, công tác này được người dân địa phương đồng lòng thực hiện. Hơn 1.600 trường hợp F3 cũng đã tự cách ly tại nhà. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại ổ dịch xã Sơn Bình, huyện Châu Đức trong chiều nay, 5 tháng 7. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến guồng quay của mọi người dân, đặc biệt là những khu vực bị phong tỏa cách ly. Tại huyện Châu Đức, ổ dịch lớn thứ hai tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ sau huyện Long Điền. Tuy nhiên, bằng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và đặc biệt là nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người dân trong công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Từ hai ca nhiễm COVID-19 tại xã Sơn Bình liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh, đến nay huyện Châu Đức đã truy vết được 43 F1, 411 F2 và 1.694 F3. Chúng tôi tương đối thuận lợi, được đặc biệt là các cái tổ, được các COVID cộng đồng ở đây thì thực hiện tuyên truyền tốt, đặc biệt là người dân nhận thức rất là cao. Khi mà các loa phát thanh, đài truyền thanh thì người dân nhận thức khi gặp được, nói chung là thực hiện tốt. Công tác truy vết cách ly được người dân địa phương đồng lòng thực hiện. Ngoài các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tại hai cơ sở là trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rau và trường tiểu học Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, các trường hợp F2, F3 cũng rất nghiêm túc thực hiện cách ly tại nhà. Tôi rất là ủng hộ và thấy mọi người xung quanh đây là cũng rất là tích cực trong cái việc mà là đi khai báo y tế để truy vết. Công tác làm rất là tốt. Nói chung là rất là ủng hộ các anh chị về rất là nhiều khía cạnh. Cũng rất là thương các anh chị đã thức ngày đêm để làm những cái việc đó. Trong ngày 5 tháng 7, huyện Châu Đức tiếp tục truy vết khoanh vùng và đã có tổng cộng 102 trường hợp F1, 635 F2, 2.142 F3. Châu Đức hiện đã có 5 ca nhiễm COVID-19.